cháu các bên nhỏ, mình là Thu đi. Giáng sinh vui vẻ nhé. La 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 la. Ồ, ồ. Ồ, các bạn nhìn anh nói kìa. Sao mà một mình trong một mùa Giáng sinh hạnh phúc như vậy nhỉ? Chỉ một chút thôi à, đôi quá mà. Chỉ một chút thôi à. Ồ, quá đáng thương. Muốn tặng món quà Giáng sinh đặc biệt cho anh ơi nữa. Trước hết, mình nên về nhà và suy nghĩ một chút. Không biết có ý tưởng gì tốt nhỉ? Thu đi ơi, chào em. Có chuyện gì phải lo lắng vậy? Em muốn tặng một món quà Giáng sinh đặc biệt cho người anh sinh đó. Nhưng mà em đang vân vân không biết nên tặng gì chị ơi. Ồ, em thật là tốt đấy. À, cái này thì sao? Ồ, chị với. Làm cây thơm bằng bánh quy Giáng sinh đó. Wow, ý tưởng tốt quá. Chúng ta hãy thử làm ngay. Ok em ơi, đợi chút nha. Ta-da, đây rồi. Chị đã ăn những bánh quỳ rồi đây. Chúng ta cùng Giáng sinh nó nhé. Được đấy chị ơi. Đầu tiên, chúng ta sẽ trang trí bánh quỳ thành hình cây thông. Hãy sử dụng màu xanh lá để tô điểm nó. Làm một chiếc bánh quỳ Santa nữa nhé. Mũ sẽ là màu đỏ. Chúng ta nên viết tên mình lên bánh quỳ nhỉ? Được đó, thích lắm. Và bánh quỳ hình trái tim sẽ được tô màu đỏ nhé. Hãy đan mắt và nút cho ngày tuổi của chúng ta nữa nhé. Tiếp theo là bánh quỳ hình người bánh mì gừng. Ta-da! Vậy thì thế nào? Làm khăm đẹp lắm, nhưng dễ thương phải không? Ừ chị ơi, dễ thương quá. Chị đặt đường chiếc bánh quỳ vào trong túi nylon trong suốt. Vậy thì bây giờ chúng ta treo từng chiếc bánh quỳ này lên cây thông nhé. Những chỗ trống có thì chúng ta cầm bóng vào. Thông trăm thật tuyệt vời. Em muốn tặng quà ngay bây giờ. Được đấy, chúng ta cùng đi ra ngoài nào. Ồ, anh ơi ở đâu nhỉ? Ôi, ở đâu đấy? Wow, có phải bạn đang cho tôi cái này không? Dạ vâng ạ, đây là món quà Giáng sinh cho anh. Thật sự cảm động em ơi, vô cùng cảm động. Bánh quỳ này là tôi tự làm nó đấy. Ôi thế à, trong tất cả những món quà mà tôi nhận được, cái này là đẹp nhất. Anh ơi, chúc mừng Giáng sinh, chào anh.
hôm nay thực sự là một ngày đáng nhớ. Cảm ơn mọi người đã chúc mừng Giáng sinh. Các bạn ơi, chúc ngủ ngon nhé.